Alo, cô Đinh hả? Chuyện lớn rồi ba. Bà Xuân đâu mất rồi? Cái gì? Cô Đinh à? Ba. Trời ơi, sao lại biến mất vậy chứ? Lúc nãy cô đang chở bà ta đi gặp ba. Đi được nửa đường thì bà ta kêu khát nước, nên con dừng xe lại. Mua đồ xong quay lại thì không thấy bà ta đâu. Con có gọi điện thoại cho bà ta không? Đã gọi rất nhiều lần rồi mà không có ai nghe. Judy à, có gặp bà chủ không vậy? Không có. Không hả? Vô trong làm việc đi, mau lên, mau lên. Chết rồi, có khi nào bà ta bị lạc đường không vậy? Chào chú, Golden. Ủa Phạm, là con hả? Ở gia phải, cô thấy đôi giày bà Xuân mang không được thoải mái cho lắm, nên cô cố tình mua đôi Helen Party cho bà ta. Quảng cáo nói mấy bà lão mang thoải mái lắm đó. Bà ta đi lạc rồi, mọi người cũng không biết bà ta đi đâu. Bà ta đi lạc rồi, vậy báo cảnh sát đi, để cô báo cho. Vậy thì không cần đâu, không chừng bà ta chỉ đi đâu đó thôi. Ê, bà ta gửi tin nhắn cho chú nè. Thì ra bà Xuân có muốn đi du lịch với chú, cho nên tới chỗ của bà con ở rồi. Thì ra là vậy, xém chút bị bà ta làm cho sợ chết. Chú à, hả? Chú định đi du lịch với bà Xuân sao? Phải, định đưa bà ta lên du thuyền chơi. Ai ngờ bà ta không thích cũng không chịu nói ra, cho nên bà ta cố tình đánh lạc hướng con, một mình bỏ đi. Phạm, hả? Con để đôi giày xuống đi, chú đưa cho bà giùm con là được rồi. Cũng được, cảm ơn chú. Chú cứ yên tâm đi, con sẽ gửi tin nhắn cho bà Xuân, hỏi thăm bà vài câu, với lại sẽ khuyên bà Xuân mau chóng dọn về đây ở. Cũng tốt, nhưng mà đừng có ép bà. Bà không thích thì cứ để cho bà ở với bà con thêm vài hôm đi. Có người đóng giả bà Xuân? Phải, không lý nào bà Xuân lại gọi tôi là Phạm, nên người gửi tin cho tôi chắc chắn không phải là bà Xuân rồi. Dù sao bà ta cũng bị sa sút trí tuệ, gọi nhầm tên có gì lạ đâu chứ. Thì đó, bà ta hơi lú lẫn mà. Chuyện nhỏ như vậy, có cần nửa đêm nửa hôm kéo hết tới đây không? Anh hai lo lắng thì cũng không có sai. Bấy lâu bà Xuân luôn gọi nhầm tên của chúng ta mà, lý nào đột nhiên lại gọi đúng chứ? Đó, bà Xuân gọi anh là cậu em, gọi cậu là thằng khốn đông, gọi em là Giao, gọi chú là người làm. Rõ ràng gọi con là Sáng mà, sao bây giờ lại thay đổi gọi là Phạm chứ? Có ai gọi điện cho bà Xuân trực tiếp nghe giọng của bà không? Bà ta chỉ gửi cho tôi hai tin nhắn thôi. Con đã gọi điện cho bà nhưng mà không ai nghe. Có khi nào bà Xuân bị người ta bắt cóc hay không? Nhìn bà ta không giống như giàu có, lý nào lại bắt cóc bà? Thì đó, bà ta cũng đâu có người thân gì. Nếu là bắt cóc thì không cần đóng giả bà ta. Nhưng người gửi tin cho tôi chắc chắn không phải là bà Xuân đâu. Cậu đừng đoán mò nữa cậu Phạm à. Hay là vậy đi, vì vấn đề an toàn báo cảnh sát trước đi. Báo cảnh sát? Không cần đâu. Bà Xuân bị sa sút trí tuệ, tôi tuyệt đối có lý do tin tưởng bà đã xảy ra chuyện. Báo cảnh sát có thể theo dõi tín hiệu điện thoại, có chuyện gì tìm được bà mới tính. Nghe điện thoại đi. Alo. Cậu ngủ dậy chưa vậy? Bị lộ hết rồi. Em lộ cái gì? Cậu gọi thằng Phạm là Phạm đó, đồ ngu à. Thằng Phạm khùng đó không phải tên Phạm hay sao chứ? Bà già đó gọi thằng Phạm là thằng Sáng mà. Tính sao đây ông chủ? À khoan đã, lát nữa em gọi lại thằng khùng đó là Sáng, vậy là được rồi. Sáng cái đầu cậu đó. Bây giờ bọn họ đã báo cảnh sát theo dõi tín hiệu điện thoại kìa. Cậu lập tức qua điện thoại của bà già đó, đưa bà ta đi càng xa càng tốt đi, có biết không? Vậy đi. Ủa ba. Golden à, sao lại như vậy? Không lẽ má của Lệ Giao bị người ta bắt đi thật sao? Họ chỉ đoán vậy thôi, con cảm thấy chưa chắc đâu. Họ nói tới giống y như thật vậy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa ba. Dù sao thì họ cũng đã báo cảnh sát rồi, cứ giao cho cảnh sát làm đi. Vậy cũng phải. Bà nghỉ sớm đi. Ngủ ngon. Nè, bà ngồi đằng sau ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi bà dậy hả? Alo, qua mặt sẹo, có cano nào rời khỏi Hồng Kông không? Đồ nhanh đây nè. Trời, đi đâu cũng được, quan trọng là nhanh đó. Được rồi, có tàu lập tức gọi cho tôi ngay, vậy đi. Ai rời khỏi Hồng Kông vậy? Chẳng phải bà đang ngủ hay sao? Trời ơi, chợp mắt thôi mà, ai rời khỏi Hồng Kông vậy? Cô Giao không có ở Hồng Kông mà. Giao, nó ở đâu? Cô đã đi Thái. Thái Lan? Nó đâu có thích uống canh tôm dùm, làm sao chịu qua Thái Lan? Vậy thì Hàn Quốc. Hàn Quốc?
Trời ơi, lúc nói chỗ này, lúc nói chỗ kia, có phải con gặp lừa tôi không? Có thể là bạn nghe nhầm rồi, còn không thì tôi nói nhầm. Cậu ngừng lại, cậu ngừng lại. Đúng rồi. Ngừng lại. Giao à? Nè. Đứng lại. Đứng lại. Giao à? Giao. Đứng lại chưa? Tôi coi thử đi. Có người bất tỉnh kìa, qua coi đi. Ê, bà ơi, bà không sao chứ? Nè, báo cảnh sát đi. Ừ, được rồi. Bính lười, bà Xuân sao rồi? Đang cấp cứu bên trong. Có biết bà bị thương thế nào không? Nghe nói không lạc quan cho lắm, e là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Ừ, sao làm như vậy chứ? Đằng này nói người gửi tin không phải bà ta, đằng kia lại nói bà ta té xuống núi. Thật sự xảy ra chuyện gì vậy? Có khi nào là tai nạn không? Hai người báo cảnh sát nói gì? Họ nói là trời chưa sáng đã lên núi tập thể dục, sau đó nghe có tiếng động, rồi phát hiện ra bà Xuân đang lăn xuống núi. Lúc đó xung quanh có ai hay không? Họ nói không cảm thấy có người, nhưng mà bây giờ cậu Nhân và cậu Trấn đang lùng sục ở gần đó coi sao. Cậu làm việc trước đi, có gì lập tức gọi cho tôi. Dạ sư. Bà ta không có tới đó đâu, có khi nào bị người ta bắt cóc thật không? Không có đâu bà, có nhận được tin nhắn tống tiền nào đâu. Vậy người gửi tin cho tôi là ai vậy? Sao có chuyện này kỳ lạ quá vậy? Tôi nghe điện thoại trước đây. Ông chủ à, bà Xuân sao rồi, có cứu được hay không? Vẫn còn đang cấp cứu. Thật sự đã có chuyện gì vậy? Tôi kêu cô đưa bà lão đi càng xa càng tốt mà, tại sao bà ta lại té xuống núi vậy? Em cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa. Em đang đưa bà ta đi mà không biết bà ta lên cơn điên gì, một hai đồ xuống xe, trời lại tối nữa, bà ta bị sảy chân cháy. Một bà lão cũng giải quyết không xong, đúng là vô dụng mà. Đừng mà, nhiều người lắm ông chủ. Giờ tính sao đây hả? Tính sao cái gì nữa? Bây giờ cậu mong bà đó chết đi, không thể tỉnh lại. Nếu không tao và mày đều chết chung nữa biết chưa. Cứ lên, anh làm gì vậy? Đột nhiên bà Xuân mở trừng mắt. Tôi mới vào coi bà ta bị sao. Bà Xuân, bà sao rồi? Bà Xuân, bà Xuân, có phải bà có chuyện gì muốn nói không? Thật ra ai muốn hại bà vậy? Bà Xuân, nói ra tôi nghe đi. Bà Xuân, ra ngoài trước đi. Ra ngoài, ra ngoài, đừng làm phiền chúng tôi làm việc, làm ơn. Bác sĩ, cho hỏi. Xin lỗi, chúng tôi cố hết sức rồi. Tại sao?